lần chọn cho một môn môi thái. Đầu tiên là chọn ngang, một tay trái chúng ta sẽ dở ngang lên, hai xoay mũi chân trái đồng thời chọn trái cũng ngang trước mặt, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Chọn ngang phải, một tay phải dở ngang, hai mũi chân phải chúng ta quay đánh thẳng trước mặt, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đoạn thứ hai là đoạn chọn đẩy, cho đẩy trái, một chân trái chúng ta bước lên, hai tay trái chúng ta đẩy từ dưới lên, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đoạn chọn đẩy tay phải, một mũi chân phải chúng ta xoay, hai chọn phải đẩy từ dưới lên, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Chọn rạch tay trái, một tay trái chúng ta chỉ dở cao 45 độ, hai chân trái bước lên đồng thời chọn trái từ trên lên xuống, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Chọn rạch tay phải, một tay phải chúng ta dở cao 45 độ, hai xoay mũi chân phải đồng thời chọn phải rạch từ trên xuống, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đoạn chọn thúc trái, một xoay người bên phải, hai chân trái chúng ta bước lên đồng thời chọn trái chúng ta thúc từ dưới lên, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Chọn thúc phải, một chúng ta sẽ bước chân phải lên, hai chọn phải thúc từ dưới lên, ba chúng ta sẽ kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Chọn cắm trái, một tay trái chúng ta dựa thẳng lên, hai chân trái chúng ta bước lên đồng thời cắm xéo qua phải, ba chúng ta kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Chọn cắm phải, một tay phải chúng ta lưu thẳng lên, hai chân trái chúng ta bước lên đồng thời chọn phải cắm xéo qua bên trái, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đoạn chọn lật, một chân trái chúng ta bước xéo qua, hai tay phải chúng ta dở ngang qua, ba xoay vòng 180 độ, bốn chúng ta trở về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đoạn chọn lật tay trái, một chân phải chúng ta bước xéo lên 45 độ, chân phải, hai tay trái dở ngang qua đồng thời xoay vòng 180 độ, ba kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đoạn chọn lật đôi, một chân trái chúng ta kéo xéo qua, hai tay phải chúng ta xoay lật, ba xoay lật bên trái luôn, kéo về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Sau đây thì Nhất sẽ thực hiện nhanh tất cả động tác chọn từ nãy giờ ha. Đầu tiên chọn ngang trái, chọn ngang phải, chọn đẩy trái, chọn đẩy phải, chọn rạch trái, chọn rạch phải, chọn thúc trái, chọn thúc phải, chọn cắm trái, chọn cắm phải, chọn lật phải, chọn lật trái, chọn lật đôi. Và sau đây Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn qua kỹ thuật cơ bản và đòn chân. Đòn chân thì bao gồm kỹ thuật cơ bản, đầu tiên là các bạn sẽ đá tầm ngang phần hông, đá vòng cầu ngang hông chân trái, một chúng ta sẽ nhảy đôi chân, hai chân trái chúng ta đá vòng ngang qua đồng thời tay trái chúng ta đánh thẳng xuống, ba quay lại tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Đá vòng cầu ngang chân phải, một mũi chân trái chúng ta nhón lên mở ra, hai chân phải chúng ta đá vòng qua đồng thời đánh thẳng tay phải xuống, ba quay lại tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Bước còn đạp thẳng chân trái, một chân trái chúng ta co lên, hai đạp ra, ba rút về, bốn đạp xuống, thực hiện nhanh. Bước đạp thẳng chân phải, một chân phải co lên, hai đạp thẳng, ba rút về, bốn đạp xuống, thực hiện nhanh. Bước đòn quét trụ chân trái, một chúng ta nhảy đôi chân, mũi chân phải chúng ta mở ra, hai quét trụ chân trái chúng ta đá thấp ở dưới đồng thời đánh thẳng tay trái, ba quay về tư thế thủ ban đầu, thực hiện nhanh. Úp đòn quét trụ chân phải, một chân trái chúng ta bước lên mở ra mũi chân, hai chân phải chúng ta quét thấp ở dưới đồng thời tay phải chúng ta đánh thẳng ra, ba quay về tư thế thủ ban đầu, nhanh. Đòn đá cao chân trái, một chúng ta nhảy đôi chân, hai chân trái chúng ta co cao lên, ba cúng thẳng, bốn đặt ở trước, thực hiện nhanh. Đòn đá cao chân phải, một co gối chân trái, hai đá vung, ba đặt về sau, thực hiện nhanh.
Rồi, vừa rồi thì Nhất đã hướng dẫn cho các bạn một số cái kỹ thuật ở đòn chân trong bộ môn Muay Thái. Sau đây Nhất sẽ thực hiện nhanh là tất cả những cái đòn chân nãy giờ chúng ta đã thực hiện. Đấy, trong cầm trái, phải, đạp thẳng trái, đạp thẳng phải, quét trụ trái, quét trụ phải, đá cao trái, đá cao phải. Vậy là mình đã kết thúc được những bài tập cơ bản về môn Muay Thái. Nếu các bạn yêu thích, hãy tập theo bài tập Nhất và đừng quên gửi về số điện thoại Zalo sau đây 0944222239 để Nhất có thể kiểm tra những bài tập của các bạn nha. Nếu cảm thấy yêu thích Nhất, nhấn một like, share và đừng quên đăng ký kênh của Nhất. Hẹn gặp lại các bạn.